nhiều bạn cũng biết, vào tháng 11 năm 2019 á, thì Tây Ui bắt đầu đi cách ly lên một cái hòn đảo ở Campuchia để sống, để nghiên cứu cách bảo vệ đại dương. Bởi vì các nhiệm vụ của Tây Ui làm như là giúp các loài vật hoang dã đã xong, bảo vệ môi trường Việt Nam cũng xong, dạy bơi tìm nàng tiên cá cũng xong, là những cái học trò của Tây Ui thay Tây Ui. Nếu mà còn ở Việt Nam á, thì giúp Tây Ui làm những cái công việc mà Tây Ui đã từng làm, duy trì nó, như là làm việc cho các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, phát triển các chương trình kêu gọi bảo vệ thiên nhiên, để làm chi, để cái tương lai cái đất nước, cái thế giới này tốt đẹp hơn. Còn Tây Ui là làm nhiệm vụ cuối là giải cứu đại dương, đi xuống biển, lặn dưới biển ngày qua ngày, ngủ luôn trên biển buổi tối, chơi với cá voi, cá heo, cá mập. Và Tây Ui sẽ cho các bạn xem cái cuộc sống của Tây Ui dưới biển như thế nào. Đây, thì ở dưới biển bây giờ cá họ than khổ dữ lắm. Mà sao Tây Ui nghe được họ than khổ? Bởi vì Tây Ui thích nghi được dưới nước, sống được dưới nước, giao tiếp được với các loài vật hoang dã. Cái loài cá mà bị hãm hại nhiều nhất bây giờ chính là cá mập. Hàng ngày ở trên biển người ta đánh bắt lưới cá vào và cá mập người ta giết, người ta không ăn thịt mà người ta cứ vứt xác lên trên bờ như vậy. Một năm ở trên biển á, có khoảng hơn 730 triệu con cá mập bị giết mà không ăn thịt, ác như vậy. Và tôi bơi dưới biển tôi thấy cá mập nó hiền lắm luôn, là hiền. Trời ơi, ai nói cá mập ác vậy trời, cố tình nói cá mập ác. Cá mập nó chỉ ác đối với người ác thôi các bạn. Thật sự mà nói là tôi sống ở trên biển là một ngày bơi 24 cây số, bơi từ hòn đảo này qua hòn đảo kia, gặp biết bao nhiêu là loài sinh vật sống ở dưới biển. Và tôi luôn giống như là một tiên cá thật sự ở dưới biển luôn, thích nghi hoàn toàn luôn, ngủ trên biển luôn, điều chỉnh thân nhiệt của mình, cân bằng nhiệt độ nhịp tim của mình để thích nghi sống trên biển đấy. Và tôi thấy là những cái hành động mà giết hại ăn thịt động vật hoang dã hay cái gì đó của mấy bạn YouTuber cần phải dừng lại, bởi vì các bạn không có hiểu được các loài vật, các bạn làm việc ác với các loài vật, nghĩa là các bạn sẽ trả giá đắt. Và bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính. Có một cái kênh tên là Sang Vlog, là ăn theo cái kênh là Bà Tân Vlog, rồi cũng mấy cái vlog khác như là bắt chước theo NTN, là những cái YouTuber mà từng bị cơ quan chức năng nhà nước bắt phạt tiền. Nhưng mà cái trào lưu ăn thịt động vật hoang dã rồi up lên trên mạng á, như hai cái anh em gì mà Tam Mao gì, là xưa giờ rất là nhiều ở Việt Nam. Thì cái tình trạng mà làm hại thú hoang dã đó ngày một nhiều hơn, sẽ khiến cho nhiều loại dịch bệnh hơn nữa phát triển, gây hại cho con người. Không rồi đàn ông. Cái bạn này á, mặt bạn đó rất là dễ thương, dễ gây thiện cảm với mọi người. Nhưng mà bạn này làm clip ăn thịt động vật, hại động vật như vậy, thật ra tạo cái sự thương cảm. Nhưng mà bạn ấy không có hiểu là khi mà mình nổi tiếng lên rồi á, thì mình dễ đụng chạm đến pháp luật. Như YouTuber Thơ Nguyễn, YouTuber NTN, mấy YouTuber Rich Devil hồi xưa hay làm clip dụ trẻ em chơi đồ chơi á, thì Tây Ui có nói với mấy bạn đó là đừng có làm như vậy, gây ảnh hưởng đến mấy em nhỏ này kia, mấy em mới lớn, rồi làm như vậy mấy em hư. Xảy ra cái sự việc là tiếp tục những cái ăn theo mà dụ trẻ em này kia nó ngày một phát triển, là bắt đầu dụ trẻ em coi phim sex, dụ trẻ em coi những cái hoạt hình sex. Tây Ui cũng đã nói với bên Gia Quan TV nhiều lần lắm rồi, và họ hầu như là cứ để ngoài tai những việc Tây Ui nói. Thế là Tây Ui mới liên hệ với bên YouTube giải quyết, là Tây Ui nói là muốn có cái luật bảo vệ quyền trẻ em tốt hơn. Chứ không thôi bây giờ những cái doanh nghiệp mà làm với Tây Ui là cả ngàn doanh nghiệp ở Việt Nam rồi ở nước ngoài nữa đó. Và Tây Ui đồng loạt kêu họ gửi mail để ngăn không làm hợp đồng quảng cáo với YouTube nữa, thì YouTube lúc đó mới xanh mặt. Bởi vì tại sao tôi có sức ảnh hưởng như vậy? Năm 2012 tôi đã có kênh YouTube 32 triệu sub và 12 triệu sub. Và cái 32 triệu sub đó thì tôi bán cho bên Ấn Độ, nó làm một cái kênh bây giờ nó lên gần 50 triệu sub rồi. Đó, tôi bán để lấy tiền cứu thú hoang dã. Còn cái kênh mà 12 triệu sub đó thì tôi tiếp tục rìm up clip của bên hài Việt Nam này kia, tôi muốn hài Việt Nam phổ biến thế giới. Nhưng mà không ngờ cái chú Vân Sơn của công ty Vân Sơn Entertainment á, ông thấy cái kênh của Tây Ui làm ra còn clip đông hơn cái kênh YouTube của ông coi nữa, ông chơi ông report Tây Ui, nên tôi banh cái kênh 12 triệu sub luôn. Kể từ đó là tôi không có muốn làm những cái YouTube mà report clip nữa, nên tôi làm về cái dạy bơi tiên cá với giải cứu động vật thôi đó. Thì sau khi mà cái luật mà bảo vệ quyền trẻ em của Tây Ui active rồi đó, thì tôi bây giờ đã đề xuất tới luật bảo vệ thú hoang dã, nghĩa là những cái bạn làm clip mà ăn thịt các loài vật hoang dã, bắt giết rồi chiên xào nấu nướng, kiểu bạn Sang Vlog và Tân Vlog này, sau này là sẽ không kiếm tiền được nữa. Cần phải như vậy, bởi vì cái hành động này rất dã man, nó sẽ tạo ra những cái điều tiêu cực trong xã hội. Mà cái này là hành động ác chứ không phải là thiện nha các bạn. Cho dù có tiền giàu đó, có nhiều tiền đó, nhưng mà nó sẽ mang lại một cái quả báo, đó là mình bệnh tật. Là bạn này bạn giết mấy con này nó rất là công phu, mà bạn làm rất là hay, rồi gương mặt của bạn rất là thân thiện và chân tình. Thì mấy học trò Tây Ui cũng có coi kênh bạn này, cũng hâm mộ coi cách bạn ấy giết con này con kia đó. Thì nói với Tây Ui thì ông nói là thôi kệ bạn này đi làm, người ta làm gì kệ người ta. Nhưng mà sau đó là bạn này bạn ăn thịt cái con động vật hoang dã, y như dính phốt của Tam Mao TV vậy đó, cứ ăn thịt động vật hoang dã xong rồi giả bộ như mình không biết vậy. Mình thấy nó rất là bình thường, có người giết cả con rái cá để ăn thịt rồi đăng lên trên Facebook này kia nữa. Những cái người này á, không phải là họ không biết, mà là họ đã quen
thấy kiếm tiền quá là dễ, ăn thịt thú này kia kiếm tiền dễ quá. Nên tôi đã đề xuất với bên YouTube rồi, không có để cho người ta mà giết hại thú hoang dã rồi giết con này con kia lên ăn thịt kiếm tiền nữa, những cái này không có gì hay hết. YouTube nói để xem xét lại với luật này, để từ từ phải họp hội đồng này kia tùm lum hết. Thì bây giờ ở Việt Nam mình á, bảo vệ quyền trẻ em cũng tốt, rồi tự ý đăng ảnh người khác lên trên mạng cũng bị nhà nước xử lý phạt từ 20 triệu đến 200 triệu, đi tù 3 năm vậy đó. Đó là mình đăng người ta lên mình chửi bới này kia, rõ ràng là như vậy. Còn các bạn thấy xưa giờ tôi làm clip là tôi đăng lên là tôi chỉ có khuyên, chưa bao giờ chửi ai. Đó, rồi nhiều người là mấy bạn con nít thôi, thấy như vậy, thấy tôi bắt đầu nói người này người kia là mấy đầu mấy bạn ăn cắp cái clip của tôi là chia sẻ ra rồi ghi tựa đề tôi chửi người bạn này bạn kia, nhưng mà không có chửi. Tôi làm á là muốn tốt cho các bạn, bởi vì tôi để yên cho các bạn sang này nè, tôi không có nhắc nhở gì bạn đó, nên bây giờ bạn ấy là chuẩn bị là bị phạt tiền nặng luôn nè, là bị xử lý nè, bởi vì giết thú hoang dã ăn thịt thế nào. Còn nói mấy con này ở đây người ta ăn bình thường, giống như là có mấy người dưới quê người ta đăng lên người ta ăn thịt rái cá bình thường vậy đó. Mặc dù tôi làm clip về rái cá là tôi đã nói nó là thú hoang dã, thú quý hiếm, thú sổ đỏ rồi, mà ăn mà còn thách thức nữa. Rồi bây giờ bạn này bạn nổi tiếng nè, rồi bạn bắt đầu đăng lên ăn thịt nữa nè. Nên các bạn coi clip của tôi phải hiểu là tôi làm ra mấy cái này là vì cộng đồng thôi, tôi nói tới mấy cái này là để cho những cái điều tiêu cực nó đừng xảy ra. Nhưng mà mấy bạn này vì tiền lắm, cứ nghĩ là thấy bắt đầu giết con này con kia kiếm tiền dễ, nhưng mà cái này nó là quả báo, hại một cái con vật, ăn thịt nó rồi khoe lên cho người ta, à tao giết cái con này nè, tao ăn thịt nó nè, cái này cái nghiệp chướng nó ghê lắm, mình ăn thôi đã đành, còn mình biểu diễn cái ác cho người ta coi nữa nó còn ghê rợn hơn. Mà bây giờ chính phủ Việt Nam là gì? Toàn là những cái hiện thân của chư thiên bồ tát, các vị thần họ xuống đây họ làm lãnh đạo, họ cai quản các bạn, các bạn thể hiện điều ác thì thần họ sẽ trừng phạt các bạn. Nhưng mà cái bạn này được biết là không có nghèo gì cả mà thích giả nghèo á, giả nghèo để cho người ta thương này kia, lên kênh YouTube 1,9 triệu rồi đó, và bây giờ chuẩn bị ban kênh. Những người mà được TU nói là những người rất là may mắn và những người nổi tiếng như Thơ Nguyễn, NTN hay Rick Devil gì đó, là thay đổi một cái là nổi tiếng liền. Còn những người không nói là tôi để yên là bắt đầu là chết đó. Mà TU nói ra thì các bạn nghĩ là TU danh tị lực sấp với người ta, nhưng mà không phải, TU đã quá rành YouTube rồi. Trời ơi, TU chơi YouTube là từ hồi nó thành lập luôn rồi, năm nay là TU 34 tuổi và tôi làm công nghệ rất là lâu, tôi không hề quan tâm đến sức nghe cái gì đâu. Tôi làm là vì cộng đồng nha, để muốn Việt Nam mình nó tốt hơn. Tôi làm việc bên ngoài xã hội này kia nữa, chứ không phải kiếm tiền bằng YouTube. Thật ra bạn này hoàn cảnh cũng khó khăn đấy, cũng thương đấy, thương nên mới nói. Nhưng mà nói trễ một chút, bởi vì tính nói sớm rồi, nhưng mà nghĩ là bắt đầu cái dân mạng mấy bạn nhỏ bắt đầu lên bóc phố TU nói xấu này kia, thôi để cho cộng đồng rồi chính quyền rồi người ta nói, rồi mình bắt đầu mình nói thêm đó. Thôi thì những bạn có ý tưởng làm YouTuber nổi tiếng của Việt Nam á, bước lại đi, đừng có nghĩ là mình sẽ thành công bằng cái nghề giết hại động vật khoe lên trên mạng ha, không có thành công được đâu. Như là như vậy là không có tốt. Tôi rất là chia buồn, thật sự rất là chia buồn với bạn Sang Vlog, nhưng mà cái nhân quả nó là như vậy. Đời này là mạt pháp, gieo nhân nào gặp quả nấy liền, tạo nghiệp ác là phải trả liền tay. Bạn hy vọng là sẽ thay đổi cái cách làm clip của mình nha, chứ bây giờ bạn có làm clip về ăn những cái con vật bình thường thôi, nhưng mà bạn cũng bị quả báo à, không bao giờ mà giàu nổi với cái hành động mà giết hại động vật như vậy, rồi làm clip câu khoe người ta như vậy. Không giàu, mà có giàu thì cũng phải bị quả báo khác, đó là bệnh tật, chính xác là như vậy. Và tôi mong là cái luật mà bảo vệ các loài vật hoang dã trên YouTube bắt đầu phát triển mạnh, những loài vật luôn chung luôn, và những ai làm clip câu view ăn thịt loài vật này kia là sẽ bị chặn kiếm tiền hết, thậm chí là chặn bình luận luôn, như đối với luật trẻ em. Mong là nhà nước Việt Nam cũng sớm triển khai đi, đừng có để cái tình trạng này kéo dài lâu quá, rồi tạo ra những cái con người họ không có biết được cái nào cái tốt cái xấu, họ lại đi theo con đường của bạn Sang nữa. Do nhà nước một phần đó, tôi thấy là như vậy. Cứ triệt để mà ngăn chặn luôn từ bây giờ là không có làm clip ăn thịt con này con kia đăng lên trên mạng nữa. Đứa nào làm cho banh kênh vậy đi ha, là nhà nhanh, chứ bây giờ đợi người ta giết hại thú hoang dã rồi mình mới kiếm cớ để bắt người ta, nó tội nó quá và mệt quá. Bởi vì các bạn nên sống tốt đi nha. A Di Đà Phật. I am the vegetarian mermaid. We save the fish, so you have to save the fish and clean the ocean. Trong khi nói mấy bạn mà làm hại động vật hoang dã ở Việt Nam ăn thịt này kia, thì giờ tôi ra nước ngoài tôi đi dạy bơi tiên cá 2 tiếng đồng hồ, một người tôi lấy 75 đô la. Sau đó tôi dắt mấy bạn học sinh người cá của mình nè, đi ra ngoài mấy cái bè cá của người ta đó, đó bắt cá trong bè ra thả phóng sanh cá vậy đó. Cái câu chuyện rất là mắc cười. Hai cái cô người Tây này học mỗi cô đóng cho TU 75 đô. Tôi nói là rủ hai em đi ra ngoài đây giải cứu cá với thầy. Hai bạn đó thích chí đi theo TU. Sau đó TU cho mấy bạn này thả sạch cá ở trong này ra luôn. Dạy học xong rồi vô bờ hỏi cái ai là chủ nhân của cái bè cá ở ngoài đây. Bởi vì tôi biết người ta bắt cá cũng khổ lắm, nên tôi muốn trả cái tiền đó cho người ta. Mặc dù TU lặn ra tới ngoài đây là rất xa rồi, người ta cũng không biết TU là ai. TU
thấy không được như vậy, tôi phải trả tiền. Và người ta nói là cái bè cá này là 500 đô la. Thế là tôi mất lỗ một chuyến dạy bơi luôn. Rất là vui. Tôi cũng khá là bận rộn, không phải cái gì tôi cũng phải kể cho các bạn nghe. Hay là tôi mấy cái clip tôi làm tôi không giải thích nhiều thì nhiều bạn sẽ không hiểu là tưởng tôi là nói dối hay là bị đặt hay cái gì đó rồi tung tin đồn thất thiệt. Nhưng mà đụng chuyện đi rồi biết, gặp tôi ngoài đời đi rồi biết. Tôi không phải là thiếu tiền hay là cần nổi tiếng như các YouTuber đâu. Mình sống là phải có tài, có tâm và có đức thật sự thì mình mới có cái cuộc đời may mắn, giàu sang, phú quý, phước báo, vô lượng. Chứ mà làm giàu bằng cách giết hại động vật hay là lừa đảo người ta một sớm một chiều thì cũng không có được cái gì cả.